Thưa quý vị, sau 7 tháng, từ khi thông tư số 58 của Bộ Công an quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực, đến nay mới có 200.000 phương tiện kinh doanh vận tải chuyển đổi sang biển số màu vàng, đạt khoảng hơn 20%. Trước đó, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 58/2020 quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2020. Theo đó, đối với các xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký trước ngày thông tư 58 có hiệu lực phải thực hiện chuyển sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021. Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi biển số sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ